Xin chào tất cả các em, chào mừng em đã quay trở lại với mình là một đứa. Với lúc này thì hôm nay mình sẽ các bạn tìm hiểu về phong thủy phòng ngủ. Ok, let's go. Thì đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu về chức năng của phòng ngủ trước. Phòng ngủ là nơi nghỉ ngơi, hồi phục lại sức khỏe sau một ngày lao động vất vả. Vì vậy, khi thiết kế phòng ngủ cần đảm bảo các nguyên tắc sau. Thứ nhất là yên tĩnh và sạch sẽ. Thứ hai là thông thoáng. Nhớ nhá, yên tĩnh, sạch sẽ và thông thoáng nha. Thì sau đây là một số lỗi phong thủy phòng ngủ. Lỗi thứ nhất, phòng ngủ ở gầm cầu thang. Thì phân tích, phòng ngủ đặt ở gầm cầu thang là vi phạm nguyên tắc thông thoáng. Đấy, thông thoáng. Gầm cầu thang ở đây tù khí, không có gió. Đi vào ngủ ở đây sẽ có cảm giác ngột ngạt, khó thở, nhất là vào mùa hè. Vì vậy không được đặt phòng ngủ ở gầm cầu thang. Thì các bạn cứ tưởng tượng cho mình như sau nhá. Đấy, mà là các bạn chui vào một cái phòng, nó cái phòng ấy, cái phòng thì kiểu cái phòng không có cửa, à có cửa, đấy nó có phòng có cửa đúng không? Sau đó là kiểu như là mùa hè nóng lực ấy, đấy nó chật chội, đã thấy cái này nó còn chật chội đấy các bạn. Mùa hè nóng lực nó phá hơi nóng xuống. Người anh em cảm giác như là bốc lửa trong như cái trong cái lò nung ấy, anh em ạ. Ở vì tù khí nó giống như ở trong cái một cái phòng, nhưng mà cái phòng này nó bé quá các bạn, nói chung là nó khó chịu. Lỗi thứ hai, đầu giường có cửa sổ. Thì phân tích, đặt cửa sổ ở vị trí đầu giường thì các luồng khí không tốt nhá, không tốt, dễ dàng tiếp cận với mũi của người, gây ra các bệnh về hô hấp như bệnh này này. Đấy, anh em nghe chưa? Lỗi thứ ba, phòng ngủ có nhiều cây cảnh. Thì phân tích, cây cảnh thì buổi sáng nó sẽ hút khí carbonic, thải ra khí oxy. Thì buổi sáng thì tốt rồi. Nhưng đấy, khi vào ban đêm, đêm xuống đấy, thì cây đấy nó, cây nó cũng hô hấp giống như con người, hút khí oxy, thải ra khí carbonic, tức là khí CO2 ấy. Vì vậy nếu trồng nhiều cây cảnh trong phòng ngủ gây ra thiếu oxy, đột quỵ, đứt dây mạch máu não. Vì vậy tốt nhất không nên trồng cây trong phòng ngủ, mà nếu có trồng thì cũng phải gọi là chỉ trồng những cây nhỏ và trồng ít nhá, trồng ít cây. Đây em nhìn này, mình chưa thấy một bộ phim nào chiếu về một tên sát nhân kỳ dị đấy, cho bắt người ta vào một cái phòng kín, xong để phòng trong phòng đấy toàn là cây, toàn là cây, không có bóng đèn gì hết đấy, toàn là cây luôn. Thì cây nó sẽ hút hết khí carbonic, à rồi khí oxy trong phòng đấy, dẫn đến nó tắc thở mà chết. Thật đấy, nguy hiểm các bạn. Lỗi thứ tư là lắp máy lạnh ngay trên đầu giường hoặc đối diện với giường. Thì phân tích, nếu lắp máy lạnh, à lắp đặt máy đối diện trực tiếp với giường ngủ hoặc ở đầu giường thì khí lạnh sẽ thổi xông thẳng vào mũi cái thằng đang ngủ, gọi là sụp thẳng vào mũi cái thằng đang ngủ, thì sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và gây ra các bệnh đường hô hấp như đấy, anh em nghe chưa, nghe chưa. Lỗi thứ năm là bếp đối diện với cửa phòng ngủ. Cái này mình nói đi nói lại rồi nhưng không sao, nó đi nó lại nó biết toại được cái lòng nhau ấy, anh em nhờ. Thì cửa ngoài chức năng là nơi đi lại, nó còn làm nhiệm vụ dẫn khí cho các phòng. Thì khí của bếp, à khi cửa bếp đối diện với cửa phòng ngủ thì hỏa khí, tức là hỏa khí từ bếp, tức là khí carbonic nóng ấy, sẽ xông thẳng vào phòng ngủ, làm cho không khí trong hai không khí phòng này không đủ oxy để thở qua lại, không đủ oxy để thở. Này em nhìn này, đây kiểu người ta nấu ăn ở đây, anh em ngồi trong này thì nó không đủ oxy để thở ấy. Anh em biết rồi, khí carbonic làm gì thở được đâu. Đúng rồi, này mà không thở được, khó thở đấy, không phải thở được các bạn nhá. Ở thứ sáu là cửa nhà vệ sinh đối diện với cửa phòng ngủ. Ôi dồi ôi, cái này lưu ý nhá, quá cực kỳ lưu ý luôn. Phân tích này, nhà vệ sinh là nơi phát ra nhiều uế khí, cửa nhà vệ sinh đối diện với cửa của phòng ngủ nên uế khí sẽ xông thẳng vào trong phòng, tạo ra cảm giác khó chịu.
anh em tưởng tượng là anh em là bố đúng không, nằm trong cái phòng ngủ thứ ba này này, đang ngủ ngon, xong rồi kiểu nữa kiểu là đang ngủ ngon đúng không, thế là thằng con ngoài này nó đang đến cái bõm phát bảo đấy, hơi thối xông thẳng vào trong phòng, xông thẳng vào trong phòng. Sau anh em thức dậy phát là ngửi thấy mùi ôi man cả ăn kinh lắm anh em ạ. Lỡ thứ bảy là phòng ngủ quá rộng, rộng quá 20 mét thì phân tích phòng ngủ quá rộng thì nhân khí, tức là khí do con người tạo ra bị suy yếu. Tại sao vậy? Thì để dễ hiểu, để cho anh em dễ hiểu nhá. Ví dụ vào mùa đông nhiệt độ môi trường là 10 độ C thì nhiệt độ cơ thể của anh em là 37 độ C. Khi đó cơ thể sẽ tỏa ra nhiệt độ để làm cân bằng lại với nhiệt độ môi trường. Mà phòng quá rộng nên không cân bằng, gọi là không cân bằng lại được. Vì thế cơ thể mất rất nhiều nhiệt năng đấy, hay được gọi là năng lượng, dễ gây ra ốm này, hay được gọi là nhân khí yếu. Lối thứ 8 là phòng ngủ tầng trệt có giường sát mặt đất. Phân tích khi bạn nằm ngủ sát mặt đất thì đất sẽ hút hết nhiệt của bạn, tức là nhân khí, dẫn đến mệt mỏi, không muốn dậy sau giấc ngủ. Vì vậy giường phải cao hơn mặt đất 50 mét. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Cái này là rút ra từ việc mình ngủ rất nhiều quá đã. Điều hôm nay mình đã các bạn tìm hiểu về phong thủy phòng ngủ. Nếu hôm nay mình còn like, mình sẽ đăng ký nha. Thôi, tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.